Võ Tắc Thiên, Lưu Hiểu Khánh trẻ đẹp, viên mãn đón tuổi 66. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Hiểu Khánh vừa chia sẻ hình ảnh đón tuổi mới bên người thân và gia đình. Ở tuổi 66, bà vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách thời trang cá tính. Ngày 31 tháng 10, Lưu Hiểu Khánh đã có một sinh nhật ấm cúng bên bạn bè và người thân. Trong tiệc sinh nhật, bà ăn mặc trẻ trung và nhận lời chúc cũng như những món quà đặc biệt từ những người thân yêu. Vài năm qua, Lưu Hiểu Khánh vẫn hoạt động trong làng giải trí nhưng không quá thường xuyên. Bà tham gia diễn thuyết, giảng dạy tại các trường đại học. Đôi khi, bà ghi hình cho các show truyền hình và đóng phim, hầu hết không phải là các tác phẩm đình đám. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên kỳ cựu còn tham gia livestream bán hàng. Từ trước đến nay, Lưu Hiểu Khánh được xem là một trong những ngôi sao lưu giữ tuổi thanh xuân thành công của làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã ngoài 60 tuổi, bà vẫn tự tin với hình ảnh năng động trong trang phục thể thao, gương mặt không tì vết và dáng vóc thon gọn. Phong cách thời trang trẻ trung cũng giúp bà ăn danh tuổi. Gương mặt căng mọng và trẻ trung của Lưu Hiểu Khánh từng khiến bà vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nữ diễn viên đều phủ nhận. Ngôi sao của Võ Tắc Thiên giải thích, bà vốn là người yêu bản thân, thích dành thời gian chăm sóc vẻ ngoài, theo đuổi lối sống sạch và năng động. Điều này giúp bà lưu giữ thanh xuân tốt hơn những phụ nữ khác. Phụ nữ thường từ bỏ bản thân quá sớm. Khi bạn trên 30 tuổi, bạn không thể nói về tuổi trẻ và khi bạn hơn 40 tuổi, bạn không thể nói về vẻ đẹp. Tôi đã ngộ ra điều này từ sớm nên luôn học cách yêu mình, chăm sóc bản thân. Thay vì dùng dao kéo, tôi muốn mình được làm đẹp từ tâm hồn mình, bà chia sẻ. Lưu Hiểu Khánh là diễn viên xuất sắc của màn ảnh Trung Quốc với loạt tác phẩm như Hồng Lâu Mộng, Nhất Đại Yêu Hậu, Đại Thái Giám Lý Hiên Anh, Bao Thanh Thiên, Lửa Thiêu Cung A Phòng, Phượng Hoàng Lửa. Vai diễn nổi tiếng nhất của bà là Võ Tắc Thiên trong Võ Tắc Thiên. Năm 1995, bà đã 6 lần đăng quang ngôi vị ảnh hậu tại giải Bách Hoa cùng vô vàn giải thưởng uy tín khác. Bà từng tham gia kinh doanh và trở thành tỷ phú vào những năm 1990 nhờ khả năng đầu tư nhạy bén ấn tượng. Lưu Hiểu Khánh được xếp vào danh sách 50 người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc do tạp chí Forbes tổng kết năm 1999. Năm 2002, sự nghiệp cùng danh tiếng của Lưu Hiểu Khánh bị ảnh hưởng bởi bê bối trốn thuế và phải ngồi tù 422 ngày. Rời khỏi nhà tù, bà quyết tâm làm lại sự nghiệp và giành lại tình cảm của người hâm mộ. Tài năng và sự cống hiến hết mình đã giúp Lưu Hiểu Khánh thành công. Năm 2011, với vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim truyền hình nhiều tập Võ Tắc Thiên Bí Sử, Lưu Hiểu Khánh đã chinh phục được cảm tình của khán giả và trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Sau đó, bà tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm như Vĩnh Lạc Anh Hùng Nhi Nữ, Giang Sơn Mỹ Nhân, Bảo Liên Đăng, Kinh Thành Tứ Thiếu, Trường Hà Đông Lưu, Tùy Đường Anh Hùng. Nữ diễn viên được khán giả chào đón nhưng từ năm 2016, sau khi lập gia đình, bà không còn đóng phim thường xuyên. Lưu Hiểu Khánh sống tại cả Mỹ và Trung Quốc sau khi kết hôn với người chồng thứ tư, doanh nhân tỷ phú, Vương Hiểu Ngọc. Hai người kết hôn từ năm 2013 và duy trì cuộc hôn nhân kín tiếng. Sau 4 lần kết hôn, Lưu Hiểu Khánh không sinh con, tỷ phú Vương Hiểu Ngọc hơn bà 13 tuổi, là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Hồng Kông và từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Đại gia họ Vương và Lưu Hiểu Khánh quen biết nhau hơn 30 năm. Trước khi tiến tới hôn nhân vào năm 2013, họ từng có thời gian dài tìm hiểu. Năm 2021, Lưu Hiểu Khánh gây chú ý khi thông báo nhận vai người bà trong bộ phim truyền hình Bắc Triệt Nam Viên. Phim là sản phẩm của đạo diễn Phùng Tiểu Cương có sự tham gia của các diễn viên như Kim Thần, Lam Doanh Bánh, Hàn Canh, Trịnh Nghiệp Thành. Trong vai diễn mới nhất, Lưu Hiểu Khánh hóa thân vào nhân vật người bà với tóc bạc, gương mặt nhăn nheo, hoàn toàn khác so với phong cách trẻ trung mà nữ diễn viên theo đuổi ngoài đời.